Em xin chào tất cả anh chị em buổi tối ngày 16 nha anh em. 16 chủ nhật ha. Tối hôm nay đầu live ta khai trương con này. Con này là con bịch kích túi vuông. Hàng cấp phát ở túi chéo chứ. Túi chéo nó thể thuộc 100 cô tông. Anh em nhìn cái cổ giùm em, khi em review cái này là để mình nhìn cái cổ á. Chỗ này nó có bị tư tưa rồi đó. Hàng cấp phát nhưng mà tem sai nó mất rồi. Tem sai và tem đời mất rồi. Nó có cái dấu nha anh em. Cái túi vuông và túi chéo. Túi chéo á thì đời 7, khi mà nó nhảy qua túi chéo đời số 8 và số 9 á thì nó phải là cái vải màu bông nó vàng vàng đó anh em. Con này bông đang còn cái bệt màu tím tím. Thì nó nhảy qua như vậy á thì nó là thuộc về đời 7X, tức là 70. Cũng có những con nó nhảy qua đời 69 rồi nhưng mà vẫn là màu của đời 70 và 7 mấy nè, 8 mấy và 7 mấy là nó bông như thế này. Mấy cái mềm bông cho lay em highlight cho anh em là dòng bịch kích này nè. Đợt trước em highlight bịch kích cho anh em đó là nó như vậy nha. Nói chung là con này là 102 đời đó, vai 46, dài 78. Vai 45 chứ, 45, 46, dài 78, 45 năm thôi. Bây giờ căn cứ vào mất tem thì mình chỉ có nói là đúng cái vải bông là màu đời 70. Nhưng mà đời 70 mới có túi chéo. Còn đời 76, 77, 78 gì á thì túi đang còn vuông. Có túi chéo là đang còn chuyển đổi nhảy qua để đời 68, 69 là túi chéo, phải không em? À, đây có một cái logo của Thủy Quân là USMC, nó hơi mờ mờ một chút ở đây nhé. Giá này giá là gọi là giá túi chéo mà đời 68, 69 anh em biết. Con này á, đẹp mới là 3,5 triệu. Nhưng mà con này là 600.000 mã 55 này. Nói chung tương đối đẹp, chưa thấy lỗi nhưng mà thấy vậy là đẹp rồi. Nhưng mà nó là được 100 cô tông. Đây là cái lỗi này, nó bị mạng một chút. Anh em mở cái vết này ra, nó mạng như vậy không có đẹp. Mở ra và đưa cái chỉ trùng màu này đặt chích chắc, chích chắc, nó thành một con bò mà nó đẹp hơn. Còn bên này thì lũng, lũng hai phát. Đây là em dán để báo lỗi thôi nhé. Lũng này đó. Vải thì con đẹp, chỉ có bị lũng như vậy thôi. Hai thân ống tay đều đẹp hết nha anh em. Áo này cũng đẹp. Ở đây nó bị lũng này. Đây là bị lũng này. Đó. Hết. Con này em cho là 85-90%. Túi chéo nha. Nói về túi chéo là anh em bận là đẳng cấp lắm rồi. Vai hồi nãy em vai lô 45 là small. Small dài bao nhiêu ta? Con này 60-70 kg. Small gì đó. Đo mà đo trước sau là quên. Dài như dài 79 roller. Small roller 60-70 kg. Nhưng mà cao 1m7 trở lên. Chốt chùm em con này nha anh em. Tôi chéo đỉnh không. Chốt chùm em chỉ có 600.000 mã 55 thôi. Chỉ có 600.000 nha. Chơi con này vừa chất mà vừa được rẻ. Thứ nhất là mình được hưởng 100 cô tông khoảng em. Tiếp một con satin. Satin này của Mỹ. Vải đánh dày. Cái tem của nó thì quanh như cái vỏ đầu đây này. Nó là tem đời á. Và giá này cũng là giá lao động cho nên cho anh em đọc đời cho em cái. Em khỏi đọc. Lười đọc rồi. Đó. US Army. Xanh và đánh dày nhá. Giá chỉ có 590 mã 59 thôi này. 590 mà xanh đẹp như thế này còn tem vai nữa chứ. Đúng không? Xanh và đẹp luôn. Đẹp quá. Đẹp quá. Vậy thì nó bị lỗi ở chỗ nào mà bán nó chỉ có 590. 590 là dành những con satin bị rách lũng. Rách dũng và lỗi. Mà nó chưa thấy cái lỗi gì em cũng chả có hiểu nữa. Ở cái cổ nó có một chút dơ thôi. Đẹp nhá.
em review lại em tìm nhiều khi lúc lên giá là cũng mắt số le, không có thấy gì hết. Vậy là con này là thơm. Quất đi anh em, quất đi. Con này chưa đâu vai mà. Con này là phải vai 47 rồi. Vai này đẹp nữa chứ. Con này 46 à? Vai 46 dài 75. 46 thì 70kg là bao vivu nha. 70kg là vivu. Con này là nói đúng ra là 70 đến 80kg được, nhưng mà với điều kiện 80 phải bụng thon gọn. Chốt chùm em 70-75kg, giá chỉ có 500, 509, chốt mã 59 chùm em này. Con này mới là đỉnh đây anh em ạ. Chỉ có 509 nhưng mà lại không có lỗi. Vai cũng rộng và thoải mái. Đáng lẽ là cái giá này cũng phải dành cho vai 40, 42 chứ đừng có nói 46 phải không? Bởi vì vai nhỏ thì nó rẻ hơn. Đằng này áo đẹp, vai đẹp. Không hiểu. Em chịu. Mình bán mà mình cũng không hiểu. Đi một con ba đường si nha em. Vai của nó là 50. Hàng xưa. Con này gọi là ba đường si hàng thế chiến. Dài 108. Chơi con này thì chất này, chất vải của nó là một cái lớp búp lin bóng. Cái dòng này dòng là búp lin bóng. Rất là đỉnh. Nó dày mà nó đi, mềm nhẹ. Màu nâu này. Rất là đều. Ở đây có một cái miếng gì, một miếng to này. Miếng to. Nó dơ dơ một chút. Nó dơ một chút. Ở trên này thì có mấy cái lỗ lăm tăm nhỏ nhỏ, bị lủng á. Lỗ lăm tăm nhỏ nhỏ. Bây giờ qua cầu vai của nó, tem rin đi theo áo nha. Tem đỉnh, tem xịn đàng hoàng á. Ở đằng sau này thì nó có dơ một chút. Sau này nó có dơ một chút. À, nói chung con này đều màu, xuống đều màu. Độ mới của nó thì không được 97% nữa đâu. Con này là tầm 95-96%. 95-95%. Nhưng mà chất vải của nó hàng xưa nó đỉnh quá. Em mò cái tem thế mà. Lại mấy con này nó lùm thùm quá à. Tem đây. Tem của nó là medium rare. Tem còn rất là đẹp luôn phải không bà con? Nhưng mà con áo thì không đẹp bằng cái tem này đâu. Con này năm 1953. Con này năm sản xuất năm 1950 và cấp phát năm 1953. Tem thì như kiểu mới cứng thôi, nhưng mà con áo thì nó là chất vải, cái dòng búp linh bóng cho nên nó có cái độ lấp lánh. Độ lấp lánh mà làm cho mắt mình nhìn như kiểu nó không được mới. Không, lấp lánh là cái độ bóng mà. Em nhìn trong có thấy bóng không? Rồi, medium này. Medium chốt chùm em con này 70-80kg này. Medium nhanh em. 70-80kg. Chốt chùm em 1 triệu. Mã 54, dây chạc đầy đủ nha. Mã 54 và tem. Nó giá trị ở chỗ cái tem nữa anh em ạ. Hàng xưa nhưng mà tem VIP, tem rin. Giá chỉ có 1 triệu. Mã 54. Cái này là do mình đánh giá vì nhìn thấy cái đồ búp linh bóng nó lấp lánh làm cho mình nghĩ là phần trăm nó tụt, chứ thực tế nó không có tụt đâu. Tiếp một con áo combat, combat multicam hàng của Anh, của lính Anh. Ở bên này là một cái lớp mà để bảo vệ tay, có lớp cao su hay là lớp mút ở trong á. Nó dày nha, nguyên cái tấm này nó dày lắm này. Dày lắm. Từ dưới này lên là vải mềm nhẹ nha. Vải rất là mềm nhẹ hai bên luôn.
Dòng này là dòng bằng dây kéo cổ của Anh nhé. Nó tương đương size L là 8 đến 90 ký, bề ngang của nó là 62, 8 đến 90 ký, dài áo là 73. Bây giờ anh em bận thoải mái thì con này cho em là 80 ký đi, 75 đến 80 ký là bận thoải mái, còn body là anh em lên 8 đến 90 ký nha. Rồi mới 97%, 500.000 mã 56. 500.000 mã 56. Em có một bộ Navisio này. Có một bộ duy nhất à? Hôm qua hình như có một bộ này. Chiều tối hôm qua có bộ Thủy Quân Lục. Và bây giờ có bộ Navisio vải caro 49. Vai dài 77. Vải caro nha, hàng cấp phát đi em. Ai thích cho mình một bộ khỏi cần ghép, chốt nhanh về bán luôn. Còn ghép thì anh em phải chờ em like, và có cái nào mình ghép. Con này là thực tế. Thứ nhất trùng màu. Trùng hay không trùng mình biết liền à. Quần thì mới mà áo thì không mới. Quần là 98% và áo là 96%. Nhưng mà vẫn chấp nhận được. Quần thông thường anh em sử dụng một thời gian nó sẽ bạc nhanh. Bởi vì cái quần mình ngồi lê, mình ngồi lết, nó ma sát nhiều hơn cái áo phải không em? Cho nên vừa như vậy là đủ rồi, thời gian nữa là nó bằng nhau. Em nói 96 là con áo hơi bị oan. Nó ở tầm 98 và 97 thôi. Rồi, cái quần em đo bụng nha. Bụng là 84 và căng hết cỡ là 92. Quần thì mới lắm. Nhưng mà bán này là mới bằng bán một cái quần thôi. Dài áo 112. Đây có một cái tem này. Em bán quần này cả bộ là 1.7 triệu, mã 57. 1.7 triệu anh em nghĩ cái quần cỡ tầm 1.4 triệu. Bây giờ bán cả bộ này có 1.7 triệu à? À, quá rẻ luôn. Chốt cho em 1.7 triệu, mã 57 nha anh em. Ai chốt được bộ này là được rẻ đó. Quần này bình thường là 1.4 triệu mà mới đẹp như vậy là 1.4 triệu rồi. Chưa nói con áo này phải là 700 phải không? Con áo này 700-800, bèo bạt nó 500, mà này 3-4 cái tem. 1.7 triệu, mã 57 nha anh em. Tiếp một cái quần M51. Cái quần M51 vải dày như M65 nha anh em. Bụng 102, không có mới nữa. Dài quần là 114, quần te tua này. Bán quần về may quần sọt nha anh em. Vì anh em cắt làm quần sọc nha. Nói chung ở trên quần thì vẫn còn dày dặn, nhưng mà tem thì nó mờ rồi. Tem nó mờ chữ rồi. Dòng này là xài bằng dây kéo đồng ha. Em review này anh em nhìn dùm em ha. Từ trên này xuống đẹp tới cái khúc này thôi. Còn khúc dưới là bị rách te tua. Mình cắt sọc dùm em nha. Đấy. Từ trên này xuống cùng tới đây đẹp. Còn khúc dưới cắt bỏ dùm em. Chút nữa em sẽ đo phần đẹp nhất cuối cùng của cái quần tới đây là bao nhiêu. Và ai có một cái chiều cao vừa, mình về mình cắt lên lai lại tới đấy làm quần dài được, cũng được nha. Chút nữa, bây giờ em đang review quần sọt thôi. Đó, giá chỉ có 500 một cái quần M51. Mà trị giá của quần M51 là 3-4-5 triệu. Ở đây nó có một chút dơ khi mình cắt quần sọt này. Nó quần sọt là phải qua đây. Đấy, có chút dơ nhưng mà không ăn nhầm gì hết nha. Khi mình cắt quần sọt ha. Rồi qua bên này, ở ngay cái túi này cũng có một bãi dơ ở đây. Rồi bây giờ em đo tới đây cho anh em này. Tới đây là con này. Đo chiều dài của cái quần là 53 là 106. Vô tư vi vu cho người cao 1m60 đến 1m65. Ok nhá, 103, người 1m60 thì chỉ được có 100. Dài 100, người mà chân dài hơn lưng thì chỉ có 102 thôi. Con này 103 là dành cho người cao. Nói chung là số đo này là vi vu rồi. Em mới đo tới đây thôi nhá. Cầm tới đây á. Vi vu. Giá chỉ có 500.000 về mình hớt lên like mất 10.000. Giá là giá quần sọt.
Mã 53 nhanh tay nhé. Ai chậm tay mất phần ha. Tiếp một con hải quân của Mỹ. Áo ấm mùa đông cực ấm. Lông nỉ cực ấm và bao ấm anh em ha. Con này là size medium. Medium là 70kg là cái chắc này. Anh em nhìn cái cổ giùm em cái này. Vai của nó là 48. Vai 48, dài 73. Xanh đều. Cái dòng này cái màu của nó cũng có một cái nét gì giống mà cái áo. Cái áo của thằng pilot trực thăng mùa đông, mùa hè. Nhưng mà chưa có được tiếp xúc với lửa nha. Màu nó cũng gần giống như vậy. Gần giống thôi chứ chưa phải giống. Nó đồng thuộc về màu ô liu rồi. Nói về màu trực thăng thì nó cũng... Ở đây có hai chấm dơ nhẹ nhẹ anh em này. Đây nữa nha. Nhỏ xíu xíu thôi. Nhỏ chích chích thôi. Bo này. Con này trong bo thì là màu ô liu. Ở đằng sau đẹp, con này đẹp quá. Con này đẹp quá. Quá đẹp. Quá đẹp. Con này quá đẹp luôn. Quá đẹp, nó qua đây nó dơ này. Dơ một chút đây nhá. Rồi, cái đầu khóa này. Đầu vào cho anh em coi luôn nhá. Và mình coi dây khóa nó có bị gì không. Ok, mướt sượt. Con này em bán 1.900.000, mã 52, medium 70kg, vai 48 anh em ạ. 70kg, 70-75kg. Chốt cho em con này giá 1.900.000, mã 52. Em cho con này là nằm được 95-96 được luôn. Con này đẹp lắm, nó dính một chút dơ ở đâu hồi nãy em review thôi. Con này đang đẹp lắm. Nói về màu cái màu kia cũng hơi ấy. Màu này là màu ô liu này. Màu này thì nó hơi nhạt hơn một chút. Cái màu này nó cũng phối hợp với cái quần M65 được rồi ta. Anh em dòm này. Cái màu này đi với màu M65 gần được luôn này. Đó, quần này quần M65 ấy. Tiếp một cái quần M65 nha anh em. Cái dòng này cũng dây kéo đồng. Dây kéo đồng là đời bảy mấy thôi nhá. Cái bụng của nó là 88. Căng hết cỡ là được 90. 88 căng hết cỡ là được 90. Dài quần là 106. Ta quay tem này. Tem trên, tem dưới đầy đủ hết anh em. Lại gần chút nữa, size medium reeler này. Con này là đời 72. Đời 72 tức là con này đời đầu của thằng dây kéo đồng. Đời đầu tiên bước qua đời dây kéo đồng chuyển đổi nha. Dây kéo đồng. Con này bên này đều. Con này màu xanh mà nó hơi hanh một chút. Ở đây nó có một chấm dơ, chất vải xước ngang. Cái này nói đúng mà vải thửa ngang nó không đúng. Thở ngang nó kèm theo cái vải nó có chất ni lông nhiều hơn một chút. Thì cái vải nó lì và nó bóng. Con này thì vải nhìn thấy thở ngang nhưng mà không có bóng. Không có bóng, anh em nhìn thấy cái thở vải này. Nhìn thấy rõ không? Đẹp. Con này đẹp. Cái đầu này bị tua rồi, bị toe rồi này. Em nhìn thấy cái đầu nó bị toe một chút rồi này. Đầu toe ai măn gì dưới đâu anh em ơi. Nói chung là con này chưa hề có vết in nút nhá. Chưa hề có một cái vết in nút nào luôn. Chỉ có một cái vết dơ này thôi. Qua bên này. Con này mà anh em không chốt là hơi bị phí luôn. Nhưng mà ở dưới like con này anh em nhìn thấy không? Ở dưới like này nó bị đá. Tức là thằng này đi hơi bị dài một chút, nó dậm lên đây rồi. Dậm cái like rồi. Nó dậm like mà thôi. Thì mình chỉ cần dẫm mà đi một ngày mình cũng đã thấy lòi con mắt rồi. Chứ đừng có nói bẩn rồi nhé. Xanh đều luôn nhá. Xanh và đều luôn nhá. Nhưng mà qua đây này cũng đều. Bị lũng một chút nhỏ xíu xíu đây. Ngay cái mông ở bên tay trái.
có một chút xíu thôi, 4 triệu rưỡi trở lên của em, 4 triệu trở lên của em mà lũng có một chút nhảy xuống có 1,9 triệu mà 51. Cái quần này mà không có cái lũng này á, đừng có nói anh em rờ vào con này gấp đôi của em cũng không có giá này đâu. Gấp đôi cũng không có giá này luôn á. Chốt giùm em 1,9 triệu mã 51, nói gấp đôi thôi điêu. 3 triệu, nếu như mà nó không lũng là phải trên 3 triệu. Chứ không phải gấp đôi, em này lại nghĩ 1,5 triệu. Tiếp một cái quần này M51. M51 thì chất vải giống như M65 anh em. Nhưng mà cái màu của nó hơi lệch một chút và nó lại thuộc về cái pha, cái chất liệu pha poplin nhiều hơn. Cái bụng của nó là 104, vải dày như M65 nha anh em. Sau này nó cải tiến hơn, nó chuyển đổi thì nó khác hơn chút, dài 104,8 luôn. Dây kéo nhôm này. Dây kéo nhôm M51 mà dây kéo nhôm nhé. Còn trong là tem in. Hàng chuẩn cấp phát, có cái là đồ mới không cao nữa. Con này không có cao nữa. Đấy, đầu tiên này, giá chỉ có 500 thôi. Từ từ nha em, từ từ mình có chấp nhận được cái lỗi không nha. Lũng một lỗ này, chỗ này nó mạng vá như kiểu ép xe ấy. Quần thì đều, trên này xuống đều. Đời dây kéo nhôm nha. Đây nó lũng này, nó mạng luôn. Mà hai cái cục này, trên này cũng mạng luôn này. Đây là lũng đều mạng hết rồi. Ở đây cũng có mạng nữa anh em ạ. Nói chung con này là nhâm rồi đó, mạng nhâm rồi đó. Nhưng mà quần vẫn còn ngon. Dây kéo nhôm, ai mà tin anh em mua một cái quần M51 dây kéo nhôm mà giá chỉ có 500 nghìn nữa. Không ai tin được. Chắc chắn không ai tin được. Mà càng có vết thương ở trên đồ lại là đồ của chiến tranh, nó ôm bao nhiêu cái kỷ niệm. Đúng là một cái kỷ niệm để mình sưu tầm đồ cổ phải không em? Mới đúng là giá trị sưu tầm chứ. Mà giá thành chỉ có 500 nghìn không? Giá có 500 nghìn thôi. Rồi, tiếp tục ở đằng sau này đều hết nha. Qua đây nó bị lũng một phát nữa, về mạng luôn. Bên kia mạng còn được cút cả 10 lỗ, bên này có lỗ không cút được sao? Mạng luôn anh em. Ở dưới ống quần có một chút này hơi vàng, vàng hơn một chút cái quần một chút. Rồi phần trăm giao cho anh em nha. 50-60% gì cũng được. Nhưng mà quần này bao vải còn dày, vải còn dày nhé. Rồi chốt chùm em 500 mã 50 bán giá quân sổ. Tiếp một con M43 hay 50 gì đâu biết, chưa có tem. Màu này màu xám giống như quần của áo của thằng Pháp. Vai 52, dài 83. Cái cổ này em nhìn thấy hai màu khác. Đây này màu ô liu nha. Trong này nó hai lớp á. Màu này màu xám xám. 38L. Này nó hơi bị dơ. Dơ này. Em nhìn thấy cái bài dơ của nó, dơ gì đây không biết nữa. À, cái này vo được hay không vo được chút nữa em sẽ thử nhận. Nhưng mà nó ra đây rồi này, ngay chỗ tay em này mới bật có cái này. Đấy, mới bật có cái là nó ra đây rồi nhá. Cái đấy từ từ mình về mình nghiên cứu. Và trên vai nó cũng bị dính này anh em này. Em bán là bán giá dơ nha. Về thì nói đúng ra em bán như vậy là anh em sẽ có lộc một hên hai xui, một được hai mất. Cái cổ tay nó bị này, nếu như em bán giá dơ thì về anh em mà vò mà ra thì anh em bán được có lời, anh em mua được con rẻ. Còn mà anh em mà mua được con này về mà giặt không ra thì anh em bị tuốt, tức là bởi vì em bán cái giá này là giá dơ à. Cho nên là có người á thì về cảm ơn em vì con nó vò phát nó ra. Có người thì bảo là không có ra, nhưng mà em lại bán giá không ra, phải không? Nó dơ này. Có mấy chấm nhỏ nhỏ ở trên này nhé. Có mấy chấm nhỏ nhỏ nữa. Quang tay cũng bị này.
và cổ tay bị tưa này, nhớ lưu ý giùm em hai cổ tay bị tưa nha. Vải dày như mờn, số 5 và bận vào mùa đông được anh em. Mùa đông anh em bận hầu hết anh em mua mờ số 5. Được mấy ai đếm trên ngón tay là có cái lót mờ số 5 đâu. Hầu hết là bận mùa đông mặc một con áo như thế này. Thì con này nó cũng như vậy đó. Anh em có mua lót nữa thì anh em cài sau nha. Giờ này, giờ nó chỉ dùng bằng cúc chứ không có dùng bằng dây kéo. Hết. Bây giờ con này bán giá lao động, ai chấp nhận được thì chốt. Vai 53 là con này medium. Dài 82 con này medium rare. 70 đến 80 kg và cao 1m7 đến 1m74. Xài bằng cúc. Con này là thuộc về đời M43. Hay còn gọi là áo đời cha đời anh của thằng M65. Sau này ra 65 thì nó mới cải cách, nó mới chuyển đổi là có mũ ha. Nó cũng giống M51 phải không anh em? M51 thì nó không có mấy cái ve này đâu nè. Nó chỉ có nhọn như thế này thôi. Và nó xài qua dây kéo rồi. Lúc về đồng, lúc về nhôm. Nhưng mà con này đặc biệt nó chỉ có cúc thôi. Rồi, ai ưng chốt giùm em con này giá 400.000 mã 62. Giá là giá lao động nha. Giá này em bán giá lao động dây rút ở đây ạ. Anh em nào thích eo ọt thì cứ rút vào. Nói chung là nó là một con áo. Ai mà chơi mờ số 5 mà bỏ qua con này là anh em bị thiếu. Bị thiếu. Như kiểu là đám cưới. Như kiểu đám cưới mà anh em mua mời con mà không mời cha vậy đó. Hàng xóm mà mời con cũng mời cha vậy đó. Vai 52. Dài áo là 67. Con này là phải sale này. Con này cực ấm luôn. Ở trong này là một lớp nỉ, ba lớp nha anh em. Ba cái tem luôn. Con này hơi lạ lạ vì cái tem này em thấy chưa có biết. Nó là của tem Mỹ nhưng mà ít khi em gặp cái dòng này lắm. Năm 1992, năm 1892. Ngoài này vải kaki nha anh em. Nhưng ở sau này nó có bo này. Sao tự dưng ho vậy đó. Áo thì đẹp nhưng mà cái bo này nó bị bang rồi. Anh em về thay cái phần bo này đi. Em đo lại vai nhá. Vai của nó 51. Dài áo là 68. Ăn bụi quá hốc. Anh em ăn cơm mà em ăn bụi. Rồi 70 đến 80 kg. Màu đen tuyền. Màu đen xanh hay đen tuyền đó. Đen tuyền. Chốt cho em con này 300.000 thôi. Sale nha. 300.000 mã 60. Nhưng mà ấm. Ấm anh em ạ. Còn mấy cái nữa hết anh em. Tiếp một con Badassi. Badassi đi mưa. Một con Badassi đi mưa màu ô liu ạ. Đi mưa mà không biết mưa có ướt không này. Bình thường mấy con Badassi đi mưa là không bao giờ ướt hết á. Trời ơi cái vải này nó kéo. Cái này anh em nhìn. Trời ơi nó nhíp phát là nó đi qua vải liền à. Cái này mình kéo mà kéo tham á. Nó vọc rồi. Khi mình kéo mình phải rè rè cái vải nó qua bên. Không là nó ăn trên vải luôn á. Rồi, sao? Con này là vừa ấm thôi anh em. Ở trong này là lớp ấm. Và ở ngoài này là lớp chất ni lông. 100 ni lông nhưng mà lại bình thường con này em thấy con này có cái mũ. Mũ ở đây mình không ưng mình cất vào đây. Nhưng mà em nghĩ con này bận vào thời tiết ấm à, thời tiết lạnh nó đẹp hơn ha, thời tiết lạnh nó đẹp hơn. Con này không phải hàng của Mỹ đây.
này không phải hàng của Mỹ, dây keo nhôm nhé. Không biết phải hay không thì từ từ em coi. Em cũng nói láo vậy cho để biết đâu mà. Đây, đầu tiên ta coi cái dây khóa rồi này, của Mỹ rồi bà con ơi. Rồi, nó của Mỹ ạ. Hai khóa hai đầu của Mỹ. Cái thằng mà áo măng ba đợt si mưa thì nó chỉ có một lớp và con này lại hai lớp. Ở bên hông của nó lại có cái tà này này, con này hơi lạ lạ. Nhưng mà áo này lại vào mùa đông. Mùa đông nghe. Con này nó lở lở như áo ba đợt si luôn á, nó dài dài nha em. Dài là 95. 95 là nó phải qua cái lắc lè mình á, qua gần xuống qua đầu gối. Đấy mà đầu gối màu xanh ôn lưu nha. Ngoài này là chất ni lông. Mà con này ni lông này đi mưa được chứ không em cũng không biết. Nhưng mà anh em chắc nhất là bận vào thời tiết lạnh thì cái chất ni lông nó làm cản trở thời tiết không xuyên qua được. Còn ở trong này thì mùa đông, anh em về test thử đi mưa dùm em cái, coi thử nó có ướt không nha. Thực sự con này thì đúng là chất ni lông rồi đó, chất mưa rồi đó. Nhưng mà em chưa có gặp con này, nếu mà ba đờ si á, con ba đờ si đi mưa thì bao mưa ướt, không ướt luôn. Nó giống như áo cánh dơi, nó có cái tem ở đây mà nó đứt mất rồi này. Màu xanh ô liu và đẹp. Còn cái áo ba đờ si đi mưa á, thì là 1,5 triệu trở lên đó. 1,5 triệu. Nó là ngang giá với cái áo kinh dơi 1,5 triệu, 1,8 triệu. Nhưng mà con áo ba đợt si mưa nó lại càng hiếm và nó đắt hơn. Đáng lẽ nó đắt hơn nhưng mà nó bán, em bán giá bằng nhau. Con này đặc biệt nó giống như vậy nhưng mà nó kèm thêm cái ruột, cái ruột mùa đông và ấm ở trong này. Là như kiểu mình đi mưa mà thường đi mưa là hay lạnh mà không? Thì cái lót này nó đi kèm. Còn con áo này thì em chưa test cho nên là chưa biết nó có ướt hay không. Thì cái này thì anh em test giùm em. Nếu mưa ướt ta lại để cất dành mùa đông. Con này là 80 kg trở lên. Nói đúng ra thì con này anh em bận sai nào cũng được. Nó đẹp. Em 55 kg em bận như vậy cũng được đó. Rồi, chốt giùm em con này là giá bán rẻ nha. Em mà đáng lẽ em bán bằng cái con kia nhưng mà giờ bán rẻ, nằm không bán bằng áo ba đờ si đâu mà bán bằng áo em bán con này là 900 ngàn, mã 61, bán rẻ nha. 900 ngàn cũng chả có phải là áo gì hết, cứ bán lực đực cái nằm ở giữa thôi. 900 ngàn, mã 61. Còn một cái là cái này màu của nó rất là đẹp nha. Anh em mà bận con này vào mùa đông thì đỉnh lắm. Màu đẹp, chất liệu nó cũng không phải là dễ có đâu. Chốt chùm em 900 ngàn nha. Còn một con nữa, con này là đúng chuẩn màu ô liu luôn. Một con này là màu xanh satin, con cuối cùng của line này nha. Vai của nó là 45, dài áo là 70, satin nha, hàng cấp phát. Cổ thì đều màu nha. Con này cũng giá lao động 550, cho nên em khỏi đọc đời. Mã là 58. Tem vẫn còn cho anh em đọc nhé. Con này không phải màu ô liu, màu của nó cũng hơi xám xám một chút. Màu xanh mà ngọc chả phải ngọc. Đều màu và đẹp. Ở đây dính một chấm dơ, một chấm dơ. Đó. Cái này là em đưa lên màn hình anh em nhìn thấy hết nha. Không có cái lỗi nào mà nó thoát được hết, chỉ ngoài trừ em và anh em không nhìn thấy nữa thôi. Dơ, đây có hai chấm nhỏ nhỏ này. Cái này là mình like công khai, nhiều khi mắt em có lồi không nhìn thấy thì anh em cũng phải nhìn thấy phải không? Vai 45, dài áo là 69. Mục đích em đưa lên công khai như vậy là để làm chi? Có nhiều cái mà phụ hỗ trợ nhau chứ. Làm người mắt đâu phải thần thánh đâu, đồ đâu phải 100% đồ mới đâu, cho nên là
cái nào em không thấy thì anh em vẫn nói. Rồi chốt chùm em con này giá màu xám xám, nhưng mà nó cũng chưa phải là màu xám. Nếu mà xám là nó phải bạc, màu màu phải xuống một chút nữa kìa. Màu xám là nó phải như cái màu này này, như cái màu này mới gọi là màu xám này. Màu này nó cũng thuộc về màu xanh, mà xanh nói chung là nó còn nhạt hơn cái thằng ô liu một chút thôi. Rồi chốt cho em 550 mã 58 nha anh em. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em qua ngày hôm sau, ngày 17 nha anh em. Ta lại giao lưu tiếp. Em cảm ơn, chúc mọi người ngủ ngon ạ. Em bye.